Thật nhưng mà mẹ nhìn thế này để cho mấy thằng trên kia nó dọn là đéo được. Bẩn lắm, nó dọn nó chỉ lau chùi qua thôi. Thực ra như này nhá. Ông ấy dọn con ấy 700 cho em về em phải dọn lại. Cái những cái xe này nó lâu rồi ấy, thì là em bảo này, tất cả các cái chi tiết mà nó có bẩn hoặc là có mực không biết là bọn em sẽ đánh sạch hết. Còn những cái chi tiết mà ví dụ như cái nhựa bây giờ nó lâu rồi, nó bị oxy hóa rồi, nó bị vàng, nó chuyển màu thì nó không phù hồi được. Nó chỉ sạch thôi. Lau chùi, vâng. Dưỡng phục hồi lại. Có chứ, dưỡng có xong em dưỡng ạ. Dưỡng phục hồi lại cho anh. Anh cho xe á. Vâng vâng. Qua mấy thằng con nó dọn con 700 nó tốt cho anh về đó, mẹ tao phải đi dọn lại. Ông làm thì bọn em sẽ đầy đủ quy trình, làm cả hơi nước nóng, khe cái ví dụ như ở con doang cánh cửa này bọn em xịt bằng hơi nước nóng. Là anh đóng gửi được không? Em làm thế là đảm bảo cho anh là hóa chất nhẹ này. Hóa chất nhẹ mới làm máy rửa máy. Không xịt dầu mỏ. Rồi không dưỡng rồi lau khô rồi gì. Cái này bọn em sẽ vệ sinh bằng hơi nước nóng. Ok anh. Cái này bọn em sẽ vẫn phải hóa chất để nó tan các cái dầu mỡ ra. Nhưng mà bọn em chỉ dùng cái hóa chất chuyên dụng mà hóa chất nhẹ thôi. Chứ không phải là bọn em xịt cái tẩy ố lên, cái này nhá, xịt không có bẩn, xịt cái là cái bưởng máy này. Mấy ông bắn cát bọn Đức bắn cạn cảnh trong vàng mày, luôn. Bôi chấm chấm là anh không rửa xe, dọn xe anh không chấm chấm. Ok anh. Chấm chấm bôi kiểu đấy mẹ dân nó bảo mẹ mấy thằng lừa đảo, mẹ nó đập chết, nó chửi chết. Thật mà bây giờ dân tình xe đẹp mà đem chấm chiếc vào đây nó mẹ vớ vẩn, mẹ kẻ thôi nó mờ, mẹ nó zin trong xe còn được. Rồi ok anh, bây giờ anh sẽ vệ sinh. Là làm cái gì nhỉ em nhỉ? Nội thất là bọn em sẽ đánh hết. Tháo ghế ra. Tháo ghế ra, vệ sinh hết ghế này, táp lô này, khe kẽ điều hòa này, ví dụ khe kẽ này, này. Đấy, răng cửa răng kia là xịt bằng hơi nước nóng hết. Nó cốp luôn, bẩn hết cái cả cốp, bẩn. Lấy cả cốp phụ luôn. Ví dụ như đây là cốp trước các thứ là khe kẽ ở đây là đấy hết, khe kẽ ở đây là tẩy hết anh. Đấy, tại hôm nay là về làm 100 điểm rồi, mẹ con mà mai cứ lại dọn tiếp. Không gió không riêng điều hòa là xử lý hết gì. Sờ vâng, cái cửa gió điều hòa, cửa gió điều hòa em cũng vệ sinh sạch sẽ cho anh. Thì là gói đấy là bao tiền đấy? Thì em bảo là anh 1,5 triệu với lại là 600 là 2,1 triệu, thì em lấy anh 1,9 triệu với anh 200. Tẩy cho bọn em, tẩy bọn em rồi dọn gói đấy. Vâng, dọn gói đấy cho sạch sẽ anh ạ. Anh em làm rồi anh biết mà. Mấy thằng trong đá nó dọn thì về phải dọn lại.